cá nó mua về mới chiên ha. Xe chính lui sát cái cầu luôn rồi nè. Đừng có lên mày ơi, đừng lên dốc cầu. Cầu đó xe thấy không? Mày chở tới hai xe này nghe cả nhà. Chạy tới hai xe. Đó, ra cây quay này vô. Cắt dài 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 vô tới dở luôn cái cầu này. Mình cũng vé luôn. Đó giờ đó luôn. Mà ta cưa cây mới đó mấy cái dáng mà da ngoài ngoài cũng lấy luôn. Về vô cho phòng thuốc luôn. Nấu thuốc, nấu hào thuốc lắm, nấu thuốc chợ tiêm nữa, rồi lúc năm lúc này lúc kia, mà con mình ngay cần thì liên hệ, uống thuốc á. Dắt nha cả nhà, dắt nó dắt vô, nào đầy xe, dắt đầy xe cho cả nhà xem nữa. Con Thành, hai xe, thằng nhóc, rồi bật lên như vậy. Bỏ nó dùng đây nè, cái nó cổ dùng đây nè, ê bỏ anh em bỏ lắm chị, thôi lại lại chính ơi. Đây. Để đâu tính để đâu? Để đâu? Để này đi. Cái giò đi chú khác đi. Này để đây nhà bữa người khác lấy. Ai ông chữ ngốc. Làm gì đây hả chú ba? Làm gì đây hả? Thất lắm hả? À, chú bà mới đi vô cho tôi 300 ngàn ông ơi ta. Là lấy cái bụt chủ điện á. Gì hả? Bạn tôi mới cho cặp bụt mà đây chú. Đây là xe từ thiện gì đâu đây không nè, này chú này mà nó chở đi vô kia bắt khách sạn cho ba nha cả nhà.
Rồi để tôi lui ra cái xe đi dặn bưng đâu ơi. Rồi đây tôi bưng tiếp. Ê em ở nhà nha. Rồi tạm biệt ở nhà đây nha, mình xuống cây tiếp. Lại clip sau cho nha.